Đây là bài viết Đào đâu ra tiền? Trải lòng của một tỷ phú tự thân ở tuổi 20 của tác giả Greenwell đang trên Spiron.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Chào mọi người, lại là Greenwell đây! Trước khi vào nội dung chính của bài viết này, mình muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc đã ủng hộ bài viết trước của mình. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi mình trong cả bài viết tiếp theo nha. Ở bài trước, mình đã kể lại quá trình để có được thu nhập đáng mơ ước đối với rất nhiều người khi còn ở năm nhất đại học. Bài viết này, mình sẽ liệt kê cụ thể hơn các công việc mình đã làm ra tiền, bao gồm một vài nguồn thu nhập thú vị, nổi bật nhất đã đem lại cho bản thân trải nghiệm, kiến thức và cả tài chính. Dưới đây là danh sách những công việc từ đơn giản nhất đến phức tạp hơn một chút, được kể theo trình tự thời gian. Khởi đầu từ mong muốn mua được những thứ mình thích mà không cần phải xin tiền bố mẹ, cho đến khi tích trữ được một số tài sản nhất định. 1. Vẽ thuê, chép bài hộ bạn, nhận làm đề cương. Hồi cấp 2, khi trên trường vẫn có các môn năng khiếu bắt buộc như là mỹ thuật á, thì mình là một đứa thích vẽ và vẽ khá đẹp theo như nhận xét của những người xung quanh. Ngẫu nhiên trở thành họa sĩ của lớp vì là đứa hiếm hoi trong lớp biết vẽ. Mỗi bản vẽ mình lấy 5.000 và phần nào có chút tiền ăn vặt ở cổng trường sau mỗi buổi học. Lúc đó cũng hay có trò làm đề cương hộ hoặc chép vở hộ bạn để giáo viên kiểm tra cuối học kỳ. Hồi đó thì làm gì có việc gì ngoài đi học trên trường rồi đi về, vậy nên mình rảnh thì cũng nhận chép hộ mấy đứa bạn luôn. Đôi khi mấy đứa cũng không cần trả tiền, mà đơn giản là mình được bao ăn sau mỗi lần mình giúp chúng nó. 2. Làm móc khóa, vẽ tranh theo yêu cầu. Lên đến cấp 3, vẫn tiếp tục công việc vẽ dạo, nhưng lần này mình bán móc khóa vẽ theo yêu cầu. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có người đặt hàng, nên thu nhập của mình lúc đó rất thấp. Do đó đã có câu chuyện mua bim bim oxy 5.000 để ăn chưa như mình đã kể. 3. Bán các sản phẩm trên page. Mình có đề cập về việc mình từng làm các page trên Facebook. Thời gian đầu mình làm đơn giản vì sở thích, nhưng rồi các page của mình bắt đầu phát triển và nhiều tương tác hơn. Vào thời đó, mình còn tự đặt ra những KPI cho bản thân rất vô lý và tự làm khó mình, như là mỗi bài viết không trên 2.000 tương tác sau 3 giờ thì tự động xóa bài. Chắc có thể vì tính kỷ luật cao như vậy nên lúc đó page của mình quản rất chất lượng và không phải tốn đồng nào để chạy quảng cáo cả. Khi mình học lớp 11 năm 2016, mình muốn mua vài thứ linh tinh nhưng không dám xin tiền bố mẹ vì lúc đó gia đình cũng đang có nhiều chuyện. Rồi một ngày nọ, tháng 11 cùng năm, một bên liên hệ với page mình đề xuất bán ốp điện thoại. Cái hồi mà 2016-2017, ai like mấy cái page lớn chắc sẽ có biết cái trend các page lớn đua nhau bán ốp điện thoại ha. Cơ hội ngay trước mắt nên mình lập tức đồng ý luôn. Tuy nhiên, bán ốp điện thoại thì không nhiều đơn và được chia phần trăm khá là thấp. Do đó thu nhập hồi đó của mình cũng chỉ được vài trăm một tháng và vài tháng mình mới rút tiền một lần. Hè năm 2017 là lúc đầu tiên mình bắt đầu tập tành bán áo phông và đã thu được một số thành quả nhất định. Thu nhập đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù thời gian đầu bị gia đình phản đối kịch liệt vì đó là hè lớp 11 và gia đình muốn mình tập trung vào ôn thi đại học. Không chỉ bị gia đình phản đối, lần đầu tiên mình cũng tự tập tành mở tài khoản trên giao hàng tiết kiệm, tự chuẩn bị gói hàng và gọi điện chốt những cái đơn hàng đầu tiên. Tất cả đều là tự mày mò chứ không có ai giúp đỡ hay chỉ dẫn từng bước. Sau này mình đã liên kết với một bên khác và họ lo hết từ A tới Z, các khâu cho mình. Từ tạo sản phẩm đến đăng trên web, chốt sale, sản xuất, đóng gói và giao hàng đều là do bên đó đảm nhiệm. Còn mình thì chỉ cần nghĩ ra ý tưởng và đăng link trên các page mình đang quản lý và kéo tương tác người like page về web đặt hàng. Công việc nhàn hơn rất nhiều và mình chỉ cần tập trung đăng bài thôi. Mọi thứ bắt đầu đi vào ổn định hơn, bố mẹ cũng đã bắt đầu tôn trọng các việc mình làm. Và đối với một đứa cấp 3 lúc bấy giờ, vừa đi học, vừa quản lý các page và kiếm được ra tiền như thế là điều gì đó rất hạnh phúc. Thu nhập bán hàng của mình từ cuối năm 2018 trở đi có thời gian rất cao và ổn định, cho nên mình đã đề ra mục tiêu trở thành tỷ phú trước tuổi 20. Để nghiêm túc thực hiện mục tiêu này,
mình đã học cách chi tiêu tiết kiệm cho bản thân và tự lập bản tin Excel theo dõi dòng tiền ra vào hàng tháng. Đồng thời bản thân tự đặt ra các mục tiêu ngắn, dài hạn cho thu nhập, lương thưởng hàng tháng để đạt được mục tiêu đúng tiến độ. 4. Tham dự các cuộc thi và lấy giải, học bổng. Tất nhiên rồi, đây cũng là một cách hiệu quả để kiếm thêm thu nhập mà. Mình từng là một đứa nerd trong suốt 12 năm học. Như bao đứa trẻ khác, mình đã được mẹ cho đi học thêm từ lớp 1 với mong muốn con mình sẽ bắt kịp kiến thức trên trường và chỉ cần học bình bình là được rồi. Nhưng cũng không hiểu như thế nào, năm đó mình đi thi học sinh giỏi của trường và bất ngờ ôm được giải nhất khi mà không hiểu tại sao. Do bé quá nên mình cũng không nhớ rõ là năm đó làm bài như thế nào mà lại có giải. Trong những năm tiếp theo, mình tiếp tục đạt giải 3 vào năm lớp 3 và giải 2 năm lớp 5. Kết quả luôn trong top đầu của lớp. Và sau mỗi kỳ thi đạt giải thành công thì không chỉ là được thưởng lớn từ nhà trường, từ ban phụ huynh lớp mà thậm chí cả bố mẹ và giáo viên chủ nhiệm. Mình còn nhận được cái giải thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó nữa. Lên đến cấp 2, mình tiếp tục ở trong top đầu của lớp và được nhận tiền thưởng của ban phụ huynh lớp cho điểm tổng kết trung bình môn cuối kỳ và các môn học cụ thể. Đến khi học cấp 3, dù mình học trường chuyên nhưng lại thuộc dạng dốt trong lớp nên đã không còn thi thố hay tiền thưởng nào nữa. Thậm chí còn khá sợ đi học vì lười. Năm 2018, mình có tham dự một cuộc thi ở RMIT Hà Nội và được giải ba rơi vào người với giải thưởng khá là hậu hĩnh. Cùng năm đó thì mình nhập học ngoại thương. Tháng 9 năm 2019, nhận học bổng của khoa cho kết quả học tập tốt và vinh dự được bắt tay hiệu trưởng. Hè năm 2020 thì thi thêm vài cuộc thi, cũng có đỗ có trượt và giật giải đặc biệt trong cuộc thi làm video của trường phát động. Cũng là năm thứ 2 liên tiếp mình được nhận thêm giấy khen từ hiệu trưởng. Nghe danh sách thành tựu thì dài, nhưng thực ra mình có bao nhiêu giải thì cũng là bấy nhiêu lần thi trượt. Thi thố so tài, có cả thành cả bại. Ước là nếu đi thi mà bách phát bách trúng, chắc số tiền thưởng sẽ còn nhiều hơn nữa. Nói đùa xíu thì mình thấy đây là một cách kiếm thêm thu nhập rất tốt vì không chỉ thể hiện năng lực bản thân mà còn là cách thể hiện tư duy và bản lĩnh cá nhân một cách đầy có học. 5. Bắt đầu gửi tiết kiệm và đầu tư. Sau khi có khá vốn từ bán hàng, mình bắt đầu tự mở tài khoản tiết kiệm đầu tiên vào mùa hè năm 2019. Lúc đầu thì mình chỉ đơn giản là mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng gần nhà. Thời gian sau, chịu khó tìm hiểu ngân hàng nào lãi suất cao hơn và cách thức gửi nào sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Nhờ đó bản thân cũng đã có thu nhập tự động hàng tháng tốt hơn. Tuy nhiên, thấy lãi suất ngân hàng vẫn chưa đủ, mình quyết định tìm cách để có thu nhập cao hơn bên cạnh việc bán hàng. Hè năm 2020, mình tham gia vào thị trường chứng khoán. Bắt đầu bằng những giao dịch cổ phiếu đầu nên chỉ dám mua lô 10, rồi nâng dần lên 50, 100 và bây giờ đã lên đến hàng nghìn. Một trong những khoảnh khắc táo bạo nhất là khi mình dám rút một sổ tiết kiệm ra để bơm vào chứng khoán. Bây giờ cũng gọi là có chút kinh nghiệm của nhà đầu tư tay mơ với thu nhập tốt hàng tháng bên cạnh nguồn thu chính là bán hàng. Cứ như vậy, các nguồn thu nhập của mình cứ thế xoay vòng và đôi khi không phải tháng nào thu nhập cũng sẽ ổn định đều đều hoặc đầy đủ tất cả các yếu tố trên. Thêm vào đó, mình đã nghiêm túc học cách chi tiêu tiết kiệm và thấm nhuần tư tưởng chỉ mua những gì cần. Nói đơn giản là kiếm 10 nhưng chỉ tiêu 2 hoặc 3 trên số tiền tiết kiệm cứ thế ngày một nhiều hơn. Tháng 10 năm 2020 là một dịp rất quan trọng với mình. Mình đã đạt được KPI do chính mình tự đề ra trước đó, trở thành tỷ phú ở trước tuổi 20. Yeah, nghe khá là đáng tự hào và mình tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn và cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện và chinh phục những đỉnh cao mới. Tổng kết. Tóm tắt đầy đủ, mình đã bán từ ốp điện thoại, móc khóa, gấu bông, đến sách truyện, quần áo, đồ chơi, cây cảnh, đồ phong thủy, v.v. Bên cạnh cộng tác với các bên để bán hàng, mình cũng tự bán riêng và sản phẩm trên page và mở một nhà bán nhỏ trên Shopee từ năm ngoái. Thậm chí, mình gần đây cũng đã đi làm mẫu ảnh hay thi thoảng làm tarot reader đi bói dạo, lâu lâu đi thi cho vui với hy vọng sẽ có giải để nhận tiền thưởng. Bên cạnh làm nhà đầu tư tay mơ thì mình cũng vừa được thông báo nhận bút cho bài viết nổi bật đầu tiên trên Spyroom khi đang viết dở bài này. Nghe qua danh sách công việc thấy tham lam thật sự. Kiếm tiền được đã khó,
nhưng để giữ, quản lý và làm thế nào để tiếp tục duy trì thu nhập, sinh sôi tài sản của mình là câu chuyện khó hơn rất nhiều và đòi hỏi tư duy cũng như những kiến thức khác. Mình sẽ dành một bài viết riêng để chia sẻ về cách quản lý tài chính cũng như cách chia vốn tiết kiệm, đầu tư mà mình đã áp dụng thay vì tất tay dồn hết tài sản vào một kênh đầu tư nhất định. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc đến tận dòng này. Nghe những câu chuyện tưởng chừng khó tin nhưng lại là đời sống thường nhật của cậu nhóc 20 tuổi này. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay chia sẻ gì, hãy cùng bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở bài viết sau. Hy vọng là các bạn thấy nội dung này bổ ích. Và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào sparron.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.